đầu tư số tiền hơn 13 tỷ Việt Nam đồng, mong muốn nhận được thẻ xanh tại Hoa Kỳ. Nhưng mà 5 năm sau, rất nhiều khả năng là hồ sơ của cái khách hàng này cũng sẽ bị từ chối. What? Một câu chuyện rất đáng tiếc tại Việt Nam, khi khách hàng đầu tư số tiền hơn 13 tỷ Việt Nam đồng vào thị trường Hoa Kỳ để đổi lại một cái mong muốn nhận được thẻ xanh tại Hoa Kỳ. Nhưng mà 5 năm sau thì họ lại nhận được một thư từ phía dự án khuyến cáo rằng các nhà đầu tư đã tham gia vào cái chương trình dự án EB-5 này đã bị Sở Di trú Hoa Kỳ từ chối, và rất nhiều khả năng là hồ sơ của cái khách hàng này cũng sẽ bị từ chối. Thì theo tôi thấy thì đây là một cái sự việc nó khá là đáng tiếc cho các anh chị khách hàng này. Mình nhận thấy đây là một cái anh chị khách hàng rất là tử tế, và họ đã đặt hết cái niềm tin của họ vào một cái đơn vị di trú tại Việt Nam với cái mong muốn rằng khi đầu tư cái số tiền hơn 500.000 đô la Mỹ thì sẽ nhận được cái thẻ xanh tại Hoa Kỳ. Lý do là vì đại dịch Covid xảy ra và cái dự án đã không thể thu xếp được thêm về mặt tài chính để tiếp tục cho cái quá trình mà xây dựng khách sạn. Do đó rất nhiều khả năng là cái khách hàng này sẽ có thể bị từ chối cái hồ sơ xin định cư theo diện EB-5 tương tự như các khách hàng khác. Phía dự án cũng đưa ra một cái khuyến cáo rằng khách hàng có thể lựa chọn là có thể nhận về nửa số tiền, có nghĩa là cái số tiền đầu tư ban đầu khoảng 12 tỷ thì sẽ chỉ còn khoảng 6 tỷ mà thôi. Và hoặc là có thể ký vào một cái giấy cho phép là dự án sẽ thanh lý cái tài sản và hủy bỏ toàn bộ cái hồ sơ định cư này. Một cái điều đáng tiếc nữa đó là cái anh chị này đã trao hết cái niềm tin cho một cái đơn vị agent mà thực chất ra là anh chị không hiểu là cái đơn vị agent này hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong cái lĩnh vực EB-5. Và đặc biệt đây là một trong những cái công ty mà họ xuất phát từ nước ngoài, văn phòng chính tại nước ngoài, và không hề có kinh nghiệm trong thị trường Việt Nam trong cái lĩnh vực này, và đã thành lập một cái văn phòng tại đây. Ban đầu chủ yếu chỉ hoạt động trong cái lĩnh vực tư vấn định cư Úc, nhưng mà sau đó vì cái nhu cầu khách hàng quá lớn cho nên là họ mới thực hiện qua cái chương trình EB-5, nhưng mà rất tiếc là cho đến thời điểm hiện nay thì họ đã không thể giúp gì được cho cái anh chị này. Và qua cái bài học này chúng ta nhận thấy rằng các anh chị nhà đầu tư đang muốn thực hiện cái chương trình EB-5 thì nên tìm hiểu thật kỹ tất cả những cái thông tin về dự án. Và đặc biệt là đối với khách hàng mà đến với công ty chúng tôi thì chúng tôi cũng khuyên rằng không nên lắng nghe tất cả thông tin từ một phía. Ví dụ như công ty agent chẳng hạn, chúng ta nên thẩm tra các thông tin này, có thể đi nhiều cái công ty khác nhau để tìm hiểu thông tin, cũng như là nếu mà có thời gian thì có thể là đi tham quan dự án tại Hoa Kỳ và tiếp cận trực tiếp với chủ đầu tư của dự án. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu được rất nhiều thông tin và có thể đưa ra một cái quyết định mà đúng đắn nhất cho mình.